Đó, chủ yếu là cục chà bá lửa này nè. Đó, đó mốc mật đó. Đó, chấm với mắm tôm nè. Thơm lắm các bạn ơi. Giờ đói bụng mà tự nhiên thấy ông Thánh ông đem mắm tôm, mắm tôm ra với con giò heo chà bá lửa rút xương. Chị không nổi, ông chè không chịu không nổi. Ủa, ừ. Bán vô. Đây nè các bạn thấy nè, hầu đầu nè. À. Cái phanh này không à, ông chè không ăn quất phanh này không no rồi. Hey, chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn nha. Mình Nguyên Huệ đây các bạn. Đối diện Mobifone nè các bạn ơi. Hôm nay mình mời Thánh ăn cái tàu. Đi ăn 2kg giò heo. 2kg giò heo rút xương các bạn ơi, giò heo quay lá mắt mật nha các bạn. Ở đây là bao nhiêu một ký anh? 230. Giò heo mình 230 ha. Dạ. Vậy là giò heo 230 một ký các bạn ơi, quay lá mắt mặt rút xương nha các bạn. Bây giờ vậy là khoảng gần ký các bạn ơi. Anh nói gì vậy đó, thì 230 cứ cân ký tính tiền thôi. Bữa nay bạn Hiền ăn mấy ký bạn Hiền? 2 ký rồi anh. Đó, ăn 2 ký hả? Rồi. Vậy anh cho em 2 ký đi anh ơi. 2 ký ha, 2 ký mời bạn Hiền em ăn. Anh ăn cái tàu ăn chơi cho nó vui. Review cho các bạn cùng xem nha. Để các bạn ơi, vậy thì 2kg giò heo này là 2kg các bạn. Mình mời Thánh ăn cái tàu ăn cho các bạn cùng xem nha các bạn nha. Đây, mời bạn Hiền mình các bạn ơi. Chào các bạn, hôm nay mình ăn 2kg giò heo rút xương nha các bạn. Đây là thành công trong này các bạn ơi. Giờ bắt đầu mình ăn nha các bạn ơi. Ồ, tục, ừ, giống đá. Đây là thịt không các bạn ơi. Từ từ, nhẽ một lùm. Ồ, cho có gì trống vậy ta? Có cái gì trong lá mặt mặt chứ cái gì đó thịt không mà giò heo rút xương anh rút xương rồi mình có dồn thịt vô không mà sao thịt nhiều vậy. Thịt có nói không hả? Ồ, quá vị ngọt thơm sao không cắt nó nghe coi. Ồ, ừ bán vô quá đã hả đó vậy đi. Ăn vậy đẹp đó. Thấy vậy đẹp đó. Cầm luôn. Để tay luôn. Không phải, tức là cầm một cái mà hai tay. Ừ. Vậy nó mới đẹp. Sao bạn Hiền? Ăn xong mới nói được. Ăn xong mới nói được. Hay ra các bạn ơi. Thì mình thấy, tức là ông Thánh, ông mắc nghe, ông nói không được nha các bạn. Mình thấy thì thịt đó, rất là mềm. Yeah. Da nè các bạn, nghe rồi thịt rồi ướp mùi rất là thơm. Nó thơm kiểu như là đại khái là mùi như cái mùi kiểu của người miền Bắc làm các bạn, rất là thơm mà ngon nữa, thấy mềm. Ông Thánh này ổng nói không được tại ổng bọc họng rồi ổng nói không được nghe các bạn nghe. Nhưng mà cái đùi này thì cái giò này là 230 nghìn đó, một ký nghe các bạn, rất là rẻ và ngon nghe. Ăn tiếp các bạn ơi. Cái phần quảng cá luôn, không biết gì mấy. Thấy cũng lâu rồi, bữa nay có dịp review cho các bạn xem mấy các bạn. Hai cái chân này thì 2kg đó các bạn. 2kg là 460 ngàn. Yeah. Thánh ăn cái tàu ăn nhiêu này không đủ đâu. Nhưng mà tại vì bữa nay mình mất công chuyện. Bữa nay mất công chuyện, thành ra review nhanh cho các bạn cùng xem, còn về còn đi đám nữa các bạn ơi. Quá giờ thịt luôn các bạn ơi, không biết xương rồi. Thơm không Thánh? Quá ngon không bạn? Thơm. Chơi vô. Đó giờ thì mình mới gặp lần đầu đó các bạn. Giờ heo rút xương, nướng. Cay không bạn? Vừa ăn hơi cay cay các bạn. Đây tô nước chấm rồi các bạn. Nước táo chấm thì giống như mắm tôm vậy đó. Ăn không có ngán nè, còn có sả nè. Rồi có ớt nè. Yeah. Rồi mắm tôm nè, đường, bột ngọt, chanh. Đó, nãy mình thấy chỗ mình làm vậy đó. Thì ăn vậy nó sẽ không có ngán nha các bạn. Ở đây thì bán từ 8 giờ sáng cho tới 9 rưỡi tối các bạn. Các bạn có dịp đi ngang đây thì mua ăn nha các bạn, ngon lắm.
mua về cho gia đình mình cùng thưởng thức. Giò heo rút xương, rồi nướng với lá mốc mặt. Đó là thịt nhưng mà không có miếng xương rồi luôn. Rút xương hết trơn luôn các bạn. Thôi giò heo khủng luôn á. Đây các bạn ơi, đây ồ đất coi, coi như là nguyên cái đuổi heo luôn các bạn đó, nguyên cái giò đuổi heo rồi người ta lấy xương ra hết trơn luôn rồi nha. Là không còn miếng xương nào mà các bạn nhìn thấy không? Thành cái tàu không ăn thành không các bạn ơi, 2 kg, làm 2 kg luôn các bạn ơi. Lâu lắm rồi mới review với các bạn xem. Đó, bên đây thì qua Tết rồi cũng có dịp rảnh review cho các bạn cùng xem. Thau thì gồm có lá quế này các bạn. Rồi lá rau rau này đây, cho rau gì quên rồi ta. À lá tía tô các bạn ơi. Nha, lá quế, lá tía tô. À này ăn đỡ ngán các bạn. Đó, cái tô nước chấm cũng thần thánh luôn á. Tô nước chấm là xuất sắc luôn các bạn ơi. Nha. Yeah. À, các bạn thấy không, có giò heo chà bá lửa luôn, giò heo 1 kg mà các bạn, ký hơn luôn á. Đó, rồi bên đây coi như hơn 2 kg mà anh tính 2 kg rồi các bạn ơi. À, anh bán bớt cho mình, à, tính 2 kg thôi, ký cái 230 các bạn ơi. Đây, lo một bật đây các bạn. Đó, ông Thánh ông đã rồi nè, ông chị em xử sạch luôn, thơm lắm. Ông Thánh ông làm rồi hết 1 cái rồi các bạn ơi. Sáng giờ có ăn gì chưa, thấy làm xong á bạn ơi. Thánh ông làm rồi hết 1 cái rồi các bạn ơi. Cái này có 1 kg với nhiều, 2 cái có 2 kg với mấy. Nope. Đài truyền hình thành phố thì mới mời Tâm Chè Vĩnh Long. Chắc có lẽ là 18 tây, 22 tây gì đó, 2 ngày đó. Quay trong 2 ngày đó, mình rảnh ngày nào mình đi ngày đó. Ngày 18 tây hoặc ngày 22 tây. Lên rồi chắc có lẽ là chương trình của người ta thì mình quay không được. Nhưng mà mình chắc quay trên đường đi thôi. Chứ trình người ta mình quay cái dướng bản quyền à. VOV VOV truyền hình thành phố đó các bạn. Đài truyền thanh, truyền hình đó. Mới mời thôi, mới mời kênh Tâm Chè Vĩnh Long thôi. Đi với bạn Hiền Thánh ăn cái tàu. Chưa biết sắp xếp công việc đi được không? Nope. Bạn là ở gần đây, đây rồi mấy bạn là ông phụ mình á. Hỏi cáo rồi sao cái cầu bạn. Tám đồng làm gần hết 1 cái rồi các bạn ơi. Hết 1 cái là coi như hết 1 kg đó các bạn. Wow. Giò heo này cũng heo cũng không có lớn hơn nữa. Heo này chắc cũng cỡ 80-90 kg nha các bạn. Ngon không, nói gì cho vậy Thánh? Không ăn kia, không mê ăn kia, không đói luôn rồi. Cái đó cần dao không Thánh? Dao không? Sao? Quá ngon. Ừ, nó ngon. Ừ. Nó giòn hả mấy bạn? Ừ, đói đồ mời mấy bạn đồ. Bây giờ là xương nha các bạn. Ừ, đúng rồi đó. Trong này là xương. Đó, cạp ở đó đó, mình rút bài đó. Rút này là mình không. Rút này là không có rút ra được mà. Đây. Ừ. Đó. Lại ăn cho vui vậy. Lại ăn cho vui, mà mốt lên mạng luôn. Mà chị mà thấy ông Tám ăn quá lắc đầu. Ha ha ha.
rồi rồi, em cảm ơn chị. Một cái ly được rồi chị ơi. Một cái ly được rồi chị, cảm ơn chị nhiều. Rồi rồi, mọi người bác không bác ăn bác không ăn mà bác phục vụ kìa, chu đáo chứ không. À, cho các bạn xem nè, nó cái giờ ấy giờ heo lúc còn trắng nhách nè, giờ heo lúc còn sống nè, rồi anh đi cuốn lá mắt mặt đây. Này anh đi cuốn lá mắt mặt đây kìa các bạn. Đó, cuốn lá mắt mặt. Rồi cái ảnh để bị để nướng đây. Nướng như vậy cỡ bao lâu mới chín anh ha? Ngoài tiếng. À, hơn tiếng các bạn ơi. Đó, khoảng tiếng mấy anh nói khoảng tiếng mấy hay tiếng ra là chín đó các bạn. Đó. Như vậy thì ông Thánh nó mới lấy hai ra hai cái giò rồi đó, bây giờ anh để vô thêm. Này mua về nhậu là hết ý luôn. Ồ, ông Thánh ông làm gần hết rồi các bạn ơi. Mình bỏ bạn hả? Thì cứ cạp đi, cạp nào hết thì chừa có quy thôi, sướng thôi chứ có gì đâu. Rồi gọi để đó cho cô quy đi vậy, bình thường có gì đâu. Rồi cái thứ hai có làm không? Không làm thì đưa cameraman nó làm. Ăn cái xong rồi các bạn ơi. Rồi cũng sướng. Ăn cái thứ hai các bạn ơi. Rồi còn khúc xương này là khúc dưới này để dành cho mấy cô quy các bạn. Nha. Yeah. Đó, ở trên nè, chủ yếu là cái cục trà bá lửa này đây nè. Đó, chủ yếu là cục trà bá lửa này nè. Đó, lá mốc mật đó. Chấm với mắm tôm nè. Wow. Thơm lắm các bạn ơi. Giờ đói bụng mà tự nhiên thấy ông Thánh ông đem mắm tôm ra chứ. Có giò heo trà bá lửa rút xương. Chị không nổi, ông chè không chịu không nổi. Con lấy cái dao cắt cho xin miếng cho ăn cho nhận xét coi sao. Đó vậy nãy giờ chưa có ai à. Thôi mời tất cả các bạn nhé, ăn miếng cho biết các bạn ơi. Chấm miếng mắm tôm các bạn ơi. Ồ, nè mời tất cả các bạn nghe. Thử nha các bạn. Thử không? Thử miếng cho ăn. Nó luôn làm đi. Quá trời ngon các bạn ơi. Giống như thịt chót quay vậy các bạn. Nó da nó mềm nè. Nè nó thơm nha. Còn cái mềm mà không phải nó mềm nhũng. Nó mềm mà vừa ăn lắm, ngon lắm. Ngon quá. Bây giờ nghe ông Thánh ông nói ngon mà, nó biết ngon vậy. Rất là ngon. Thơm lắm. Rồi trời. Ê. Thôi ông Thánh. Cắt ra cho các bạn coi là nó thật nghĩa. Không phải là bậy không. Đây nè các bạn thấy nè. Ôi dồi nè. Cái khoanh này không à, ông chị ông ăn quất khoanh này không no rồi. Ừ, mà hết ăn nổi rồi các bạn ơi. Để nhường. Đấy ông Thánh ăn chứ ăn hồi họ ông Thánh ông đói hả? Ăn miếng review cho các bạn xem chơi vui vậy. Ngon quá. Thơm hết sức thơm. Đây để coi coi cái lá mốc mật nè. Lá mốc mật này ăn được ha anh? Rồi rồi cảm ơn chị. Đây mời tất cả các bạn luôn nha. Chấm miếng mắm ruốc vô. Mắm tôm vô. Đã. Thơm cực kỳ.
từ rất là đẹp nha. Chín từ từ rất là đẹp đó. Đang các bạn chụp các bạn thấy không? Hay gì nữa? Một ngày bán được bao nhiêu cái chân dây dò vậy chị? Vậy là ngày chỉ bán được 20-30 cái đó các bạn. Như vậy cũng như là 20-30 ký. Nói chung là chị mới mở thành ra bán cũng chưa được nhiều ha. Mong các bạn ủng hộ chị nha. Các bạn nha. Rồi đó, vé cót luôn. Vé ớt luôn, đúng rồi. Rồi hồi đó còn chưa cũng xương lại cho mấy cô bi. Đó các bạn. Trời. Chúng ta đừng có chạy bạn. Rồi. Rồi. Vậy là hai cái giò, coi như hai cái giò heo rút xương. Hai cái giò rút xương các bạn là 2 ký mấy đó các bạn ơi. Thì Thánh ở cái tàu đã ăn xong rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này các bạn. Tâm về Vĩnh Long và Thanh Năng Cái Tàu xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn video lần sau các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi.